bắt 10 đối tượng thuê khách sạn chơi ma túy giữa mùa dịch. Ngày 26 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã bắt 10 đối tượng trong vụ án tàng trữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khách sạn Diamond, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Trong đó, các đối tượng NTH sinh năm 1997, LTHC sinh năm 1996, NVA sinh năm 2003, NCT sinh năm 1989 và NNN sinh năm 1987, NVB sinh năm 1997 và NVL sinh năm 1992, cùng trú tại huyện Xuyên Mộc, bị bắt tạm giam về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai chị em ruột HDXT sinh năm 2002 và HDXH sinh năm 2004 cùng trú tại xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa bị bắt tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Còn NTHN sinh năm 1978, trú tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc là chủ khách sạn Diamond bị bắt tạm giam về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Công an thị trấn Phước Bửu đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an huyện Xuyên Mộc kiểm tra phát hiện 12 đối tượng, 7 nam và 5 nữ, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Diamond, số 108 đường 27/4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, nên mời về làm việc. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện 12 người trên đều dương tính với ma túy. Qua quá trình điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi tội phạm của mình. Vậy còn bạn nghĩ sao về hành vi của các đối tượng trên? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!